Nếu có 1.000 đô thì bạn sẽ mua một chiếc iPhone hay là một chiếc camera để bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình? Rồi đẹp. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Video ngày hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống để mà chia sẻ một vài idea, một vài cái cảm xúc, tư duy, suy nghĩ mình. Trên kênh YouTube này, như các bạn đã biết, video nào mình cũng nhận được rất là nhiều bình luận là: anh ơi, em mới bắt đầu tìm ra cái đam mê với nhiếp ảnh, photography hay là quay phim, thì bây giờ nên chọn mấy gì? Kinh phí của em 10 triệu, 15 triệu, 20, 30 triệu hoặc là cả 100 triệu lận. Những anh em nào gia thế cái điều kiện thì có thể mua cả Leica nữa. Đúng, trước đây mình đã có những cái video chia sẻ, nếu các bạn tìm ra một cái đam mê đó là photography, nhiếp ảnh, thì hãy nên bắt đầu với chiếc camera mà các bạn đang sở hữu trong tay. Và mình luôn nói chiếc camera tiện nhất đó là chiếc camera luôn nằm trong túi quần của các bạn. Nhưng trong video này mình sẽ chia sẻ một cái ngách khác, là tại sao mình khuyến cáo anh em thật sự đam mê nhiếp ảnh nên sở hữu một chiếc camera mirrorless hoặc là DSLR. Là bởi vì khi các bạn cầm một chiếc camera trong tay và nhắm một con mắt lại nhìn vào cái viewfinder, đó là cảm xúc của nhiếp ảnh. Trên tay mình là chiếc Canon R10, một chiếc camera đã ra mắt vài năm rồi. Nhưng lý do tại sao mình mang nó trong vài chuyến đi du lịch vừa rồi, so với thông số, camera trên iPhone 14 Pro nó có tới 48 megapixel, còn sensor trên chiếc R10 này thì chỉ có 24 megapixel thôi. Thì rõ ràng so với thông số là chiếc iPhone này, cái spec của nó cao gấp đôi. Nhưng cái chất liệu ảnh nó cho ra, những tấm ảnh hay là những video được quay ra từ những chiếc smartphone như thế này, nó có một cái gọi là digital look, có nghĩa nó rất là kỹ thuật số. Khi các bạn chụp ảnh với chiếc R10 này, nó cho các bạn một cái nước ảnh nó rất là photography, kết hợp nó với lại những cái lens mà có khả năng mở khẩu ra to đó, thì những cái video nó cho ra vẫn có một cái gì đó gọi là cinematic hơn rất là nhiều. Cái nước màu, cái nước video cho ra từ con R10 này rõ ràng nó đẹp hơn nhiều, nó dễ nhìn hơn nhiều, nó làm cho người xem dễ tập trung hơn nhiều so với lại video quay từ iPhone. Ngoài ra có những cái điểm lợi thế ở trên một chiếc mirrorless, chính xác hơn là chiếc R10 này so với lại một chiếc smartphone, đó là khả năng thay đổi lens. Các bạn hãy trải nghiệm một chiếc lens, kit lens cũng được khi mà các bạn mua R10 này full combo với kit lens của nó, mình nhớ không lầm chỉ có 21 triệu mấy thôi, thì các bạn đã có thể bắt đầu cái đam mê chụp ảnh hay là quay video hoặc là sáng tạo nội dung của các bạn rồi. Sau một thời gian các bạn trải nghiệm với chiếc kit lens đó, thì chúng ta có thể chi ra một chút xíu nữa, vài triệu, có thể mua lại lens cũ cũng được nữa, để nâng cấp lên hay là trải nghiệm những cái tiêu cự khác nhau, có khả năng mở khẩu khác nhau, nước màu khác nhau, character khác nhau. Mỗi lần các bạn trải nghiệm những tiêu cự mới, những ống kính mới, các bạn lại có nhiều cảm xúc hơn để mà sáng tạo hơn trong hình ảnh. Good morning. Hôm nay chúng ta có một chuyến tham quan nhà máy Vinamilk. À, không phải là nhà máy mà là trang trại resort của những con bò. Vô trong phòng, bác sĩ. Các bạn thấy mình có giống bác sĩ không? Nãy giờ có bấm quen nhỉ? Có. Bác sĩ nhưng mà mình dép. Bác sĩ đi chích thuốc, đi chích cho bò. Dạ rồi, mình ok hết rồi hen. Trời đẹp quá thì mình có thể ra quay luôn, nhưng mà quay bò trước tại vì bò nó không ở lâu được. Hiện tại mình đang ngồi ở trên một chiếc xe trung chuyển, cũng khá là sốc, để mình test chống rung của con này như thế nào. Nắng xuống là con bò nó chạy trốn, con bò nó sao đen. Xấu ở đây là các bé chạy chạy bay ca bay, đồng bay qua các bé luôn, các bé chạy. À không, cái này là mùi ủ chua à? À dạ, ở trong nhân chạy thì đúng không anh? À, dạ vâng ạ. Xin dùng lời cho. Dùng tầm nữa. Đây là mùi phân bò. Mọi người hãy hít lấy hít để đi. Là những hộp sữa mà để mình có là từ đây ra hả?
Dạ bò tụi em cam kết là hiền nha mọi người. Ê, mọi người có phải theo mình kìa. Nên anh vui á. Mình gọi mấy cô bò lớn á. Đối với những chuyến đi như thế này, một chiếc lens 18-50 là một chiếc lens rất là đa dụng. Các bạn có thể cầm máy để mà quay những cái talking head như thế này, hoặc là các bạn có thể zoom cận vào giống như thế này để bắt những khoảnh khắc. Mình sẽ không gọi là con bò cho nó thân thiện. Ai cần xoay bự mà ai có rộng quá thì đổi qua giùm nha. Tuyệt vời. Tiên ơi, em có thể thôi đề cập về cái chuyện mấy con bò nó cưỡi nhau vậy được không? Đây, đằng sau lưng mình có rất là nhiều những cô bò đang enjoy cái ánh nắng buổi sáng sớm rất là đẹp. Và nghe đồn là khi mà nắng xuống là mấy cô bò sẽ núp vào chuồng, bởi vì mấy cô bò rất là sợ đen. Một cái lý do mình rất là thích chiếc Canon R10 này bởi vì nó cực kỳ nhỏ gọn. Và dù mình đã kết hợp nó với là một chiếc zoom lens 18-50 khẩu 2.8 đến từ Sigma, nhưng cả nguyên một cái setup của mình rất là nhẹ. Đây các bạn có thể thấy là mình chỉ đang cầm với 3 ngón tay thôi. Chỉ 3 ngón tay thôi là mình có thể vlog cả ngày được. Đó là Canon R10. Chia sẻ một chút xíu những trải nghiệm của mình với chiếc Canon R10 này. Trước tiên mình sẽ nói về thiết kế đi. Cảm giác cầm nắm những chiếc camera đến từ Canon rất là chắc chắn, độ bền cực kỳ cao. Và khi mà các bạn tháo lens ra, cái body của con R10 này cực kỳ nhỏ gọn. Rồi cái sensor của nó là APS-C crop sensor, to hơn rất là nhiều so với là cái sensor ở trên camera của iPhone. Chính vì vậy khả năng chụp tối hay là quay video thiếu sáng của nó tốt hơn nhiều. Và khi các bạn kết hợp cái body này với những chiếc lens nhỏ gọn như chiếc 50 1.8 này, 50 nifty, và đây là một cái combo chụp chân dung cũng không hề thua kém bất cứ một cái dòng camera nào hết. Đặc biệt là những anh em beginner, combo này sẽ cho các bạn rất là nhiều cảm hứng khi mà đọc quay video, bởi vì nó xóa phông nè và cái độ compress của nó tạo nên cái sự hứng thú. Khả năng nhận diện gương mặt face tracking của chiếc R10 này khá là tốt theo trải nghiệm của mình, bởi vì có những cái phân cảnh mà mình zoom xuyên qua những chú bò, lấy những chú bò làm foreground. Mặc dù cái gương mặt xuất hiện ở trong khung hình rất là nhỏ, nhưng mà chiếc máy vẫn nhận diện được và đặt face tracking vào trong đó. Ổn. Đi theo thằng Thái đi luôn kìa. Bên cạnh công việc chính của mình thì mình là một người rất là thích làm vlog. Đặc biệt hơn nữa là mình rất là thích vlog trong những chuyến đi du lịch, travel với gia đình. Đối với mình, đây là một cái combo tuyệt vời. Canon R10 kết hợp với chiếc lens Sigma 18-50 siêu nhẹ. Một combo tuyệt vời để mà chúng ta đi du lịch, lưu lại những khoảnh khắc của gia đình. Và chắc chắn rồi, một chiếc mirrorless như thế này nó sẽ cho ra chất liệu ảnh không thể nào thay thế được bằng những chiếc iPhone. Mình khá là thích chiếc lens này. Đây là một cái chiếc zoom lens khá là hoàn hảo khi mà các bạn kết hợp với lại chiếc R10 này. Tiêu cự của nó dao động từ 18-50. Và đối với những cái shortwave B-roll đặc tả để làm cho chiếc vlog của chúng ta cinematic hơn, thì các bạn có thể zoom vào 50 và kết hợp với lại cái khẩu 2.8 thì nó xóa phông rất là đẹp. Photography nó đã ăn trong máu của mình rồi, cho nên ngoài cái việc mang một chiếc camera đi du lịch cùng gia đình, cùng check up chẳng hạn, để lưu lại những cái khoảnh khắc, những cái tấm ảnh mà sau này khi mà check up lớn thì bạn nhỏ này có thể xem lại lúc nhỏ mình đã cùng đi du lịch với ba mẹ, đã cùng phiêu lưu đến những nơi nào. Thì rất là nhiều anh em biết kênh YouTube này qua cái việc đó là mình rất là thích chụp ảnh street photography. Dạo gần đây khi mà mình đi du lịch, mình rất là thích chụp lại những cái tấm ảnh street photography để lưu lại những cái khoảnh khắc. Ngoài cảnh đẹp thì có con người với những tâm hồn đẹp nữa. Bên cạnh cái việc đó là chất liệu hình ảnh cho ra từ chiếc R10 này nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với lại một chiếc smartphone, thì cái nước màu của Canon, bởi vì tuổi thơ của mình lớn lên cùng với là những chiếc ảnh được chụp ra từ cái dòng máy Canon, cho nên nước màu của Canon đối với mình nó rất là đẹp. Chụp ra là có thể share, đăng tải lên Facebook, Instagram, mạng xã hội ngay lập tức để mình chia sẻ với là bạn bè cái khoảnh khắc mà mình đang đi nó sẽ đẹp như thế nào. Đó cũng là một cái cách để mình dụ dỗ bạn bè lần sau đi du lịch cùng với mình. Vlog với lại chiếc R10 này, phải thú thật mình cảm giác là nó hứng thú hơn rất là nhiều so với lại cầm iPhone để mà quay vlog. Tất cả những cái thước phim vừa rồi các bạn xem trong chuyến đi của mình đều được quay ra từ chiếc Canon R10 này. Các bạn thấy chất lượng hình ảnh của nó như thế nào? Rõ ràng camera ở trên iPhone không thể nào mà so sánh bằng. Cộng thêm một chiếc màn hình LED rất là tiện lợi cho anh em tự quay vlog.
Đây, màn hình tự lập. Với phần chất lượng màn hình của chiếc Canon R10 này thì mình đánh giá nó cũng khá là tốt. Các bạn có thể nhìn rất là rõ ràng, màu sắc đẹp, rất là dễ để mà kiểm tra coi gương mặt của mình đã được lấy nét hay chưa, đã được focus hay chưa. Đây là những người bạn đồng hành cùng với mình trong cái chuyến đi tham quan trang trại bò sữa của Vinamilk. Quay trở về cái câu chuyện một chiếc camera mang đến cảm hứng nhiếp ảnh cho các bạn như thế nào. Cảm giác khi các bạn lang thang dưới phố, bỏ hết sự đời qua một bên, khi các bạn nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp đẽ, cơi máy lên nhắm một con mắt lại nhìn vào viewfinder, lưu giữ lại một cái khoảnh khắc đẹp đẽ hay là một cái khung cảnh đẹp đẽ cái nơi mà các bạn đang lang thang, đó là một cái cách để cảm nhận trong nhiếp ảnh. Đây là chiếc iPhone của vợ mình, các bạn có thể thấy nó rơi, nó bể tùm lum tùm la hết. Nhưng đúng, đối với vợ mình á, chiếc điện thoại nó rất là tiện, bởi vì lúc nào nó cũng nằm trong giỏ hết, hoặc là túi quần của mình. Khi mà muốn chụp lại những cái khoảnh khắc hài hước của con gái á, thì có thể móc điện thoại ra chụp cái tạch liền. Nhưng một người nghệ sĩ như mình, một người artist như mình, một người nhiếp ảnh gia như mình á, thì cái cảm hứng khi mà cầm một chiếc điện thoại lên nó chụp hoàn toàn khác biệt so với là cảm hứng khi mà các bạn cầm một chiếc máy mirrorless như thế này. Nó không quan trọng là cái sensor to bao nhiêu, quan trọng cái người cầm máy có thể biến một chiếc sensor nhỏ như thế này để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng hình ảnh được hay không. Cảm hứng đến mọi lúc mọi nơi, chúng ta có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Quan trọng bên trong các bạn phải có cảm hứng trước cái đã. Các bạn biết lý do tại sao mình thích những chiếc mirrorless camera, mà đặc biệt là những chiếc mirrorless mà có cái viewfinder như thế này. Có một cái thói quen đó là mỗi khi chụp ảnh, mình gần như là 90% là mình sẽ sử dụng cái viewfinder để nhìn. Mình muốn tất cả những cái không gian xung quanh tối đi, tất cả mọi thứ mình có thể thấy được trong cái khoảnh khắc đó chỉ đơn giản là cái khung hình, cái framing của mình ở trong cái viewfinder như thế nào thôi. Đó cũng là một cái cách để mà các bạn luyện cái khả năng framing, bố cục, composition của mình trong nhiếp ảnh. Các bạn thấy chiếc màn hình lật này không? Nếu như các bạn theo dõi cái thể loại hình ảnh của mình lâu dài thì các bạn cũng biết là mình là một cái người rất là thích chụp low angle, chụp ở dưới lên lấy góc nhìn của một chú kiến càng. Đó là lúc một chiếc màn hình lật ở trên chiếc R10 này nó thể hiện lợi thế của nó so với lại chiếc điện thoại. Với chiếc điện thoại, cái màn hình duy nhất của các bạn nhìn đó là nhìn thẳng như thế này, và các bạn sẽ có một cái thói quen đó là lúc nào chụp hình giơ tay lên chuẩn bị posing nha, tạo dáng nha, 2-3 chụp cái tạch, lúc nào nó cũng sẽ là eye level thôi. Hiếm khi nào mà các bạn cúi xuống, khum xuống hoặc là nằm sát mặt đất để mình nhìn vào cái khung hình của mình. Low angle chụp từ dưới lên nó sẽ như thế nào, nó cũng là một điểm mà tạo ra cái phong cách chụp ảnh của người nhiếp ảnh gia luôn. Sở hữu một chiếc mirrorless camera có màn hình lật lên như thế này, các bạn có thể để dưới thấp rồi quan sát bố cục xung quanh, đúng không, nhìn xuống cái framing của mình, sẵn sàng bắt khoảnh khắc chụp cái tạch, chứ các bạn không cần phải nằm sát hay là quỳ xuống đất để mình làm cho mọi người xung quanh cảm thấy biết rồi biết là gan này đang săn hình. Và mình hy vọng những cái trải nghiệm vừa rồi của mình, những chia sẻ của mình sẽ mang đến cho các bạn một cái cảm hứng, lý do để chọn một chiếc mirrorless camera thay vì bỏ 20 mấy triệu ra để mà mua iPhone 16 Pro mới vừa được ra mắt. Anyway, hy vọng là các bạn enjoy những cái chia sẻ vừa rồi của mình. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn lại phía dưới, đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những chia sẻ thú vị đến từ mình nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.